4. Đại trưởng lão Maha Kassapa A. À, nguyện vọng trong quá khứ Cách đây 100.000 đại kiếp, Đức Phật Bát Đức Mút xuất hiện trong thế gian và đi khất thực trong kinh đô Hamsawati. Ngài ngủ trong rừng Nai, tên gọi là Khe Khi Đức Phật đang ngủ nơi đó, vị trưởng giả Wedenha là đại trưởng lão Má Hà Cách Sà Bá Tương Lai, có tài sản đến 80 cô ti. Sáng sớm, ông ta ăn vật thực thượng vị và thọ trì bác quan trai giới. Với các hương liệu độc lại. Với các hương liệu và hoa thơm trong tay, ông ta đi đến tịnh xá, đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống nơi phải lẽ. Lúc bấy giờ, Đức Phật ban danh hiệu cho vị đệ tử thứ ba tên là ma hạ này các tỳ khưu trong số các đệ tử của Như Lai mà tự mình Thọ trì các pháp đầu đà và chỉ dẫn các tỳ khưu đồng Phạm Hạnh cùng thực hành như mình thì nisabat là đệ nhất sau khi nghe những lời của đức Phật quê đề hát vô cùng hoan hỷ và tăng trưởng niềm tin khi tính chúng đã ra về vị ấy cung kính đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng Bạch Đức Thế Tôn Xin nhận lãnh sự cúng dường vật thực của con vào ngày mai Này Thí Chủ Chúng tỳ khưu số lượng rất đông Đức Phật đáp Tất cả là bao nhiêu Bạch Thế Tôn Khi Đức Phật nói ra con số là 6 triệu và 800 ngàn thì vị ấy tự tin đáp lại rằng, Bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh ngài cùng hết thảy chúng tăng, không để lại một vị sai di nào trong tịnh xá. Đức Phật im lặng nhận lời mời của quê đề hát. Khi biết rõ Đức Phật đã nhận lời thỉnh mời, quê đề hát bèn trở về nhà và sửa soạn một đại thí. Và sáng hôm sau, sai người đem tin đến Đức Phật là đã đến giờ thọ thực. Đức Phật bèn mang y và bác đi đến nhà của Quê Đề Há cùng với chúng tăng ngồi trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Khi nghi thức rót nước cúng dường đã xong, Đức Phật nhận lãnh món cơm dẻo và phân loại chúng rồi đổ thực. Ngồi bên cạnh Đức Phật, Quê Đề Há rất hoan hỷ. Lúc bấy giờ, trong khi đang đi khất thực, trưởng lão hà Nisabat đi vào con đường ấy. Nhìn thấy trưởng lão, Quê Đề Há đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến gần đến trưởng lão, bày tỏ sự tôn kính rồi hỏi rằng, Bạch Đại Đức xin trao bác cho con. Trưởng lão bèn trao bác cho Quê Đề Há. Xin thỉnh Đại Đức đi vào nhà, Quê Đề Há nói. Đức Thế Tôn đang ngồi ở trong đó thật không thích hợp để bần tăng đi vào nhà. Trưởng lão đáp lại, bởi vậy vị thiện nam đặt đầy vật thực vào bát rồi dân đến trưởng lão. Sau khi tiễn ngài đại trưởng lão ra về và trở lại nhà, Quê Đề Há đến ngồi gần Đức Phật và tác bạch rằng, Bạch Đức Thế Tôn, dù con đã thưa với vị ấy là Đức Phật đang ở trong nhà nhưng vị ấy không muốn đi vào. Có phải vị ấy có những ân đức lớn hơn Thế Tôn chăng? Một vị Phật không bao giờ có sự bỏng sẻn, miễn cưỡng nói lời tán dương kẻ khác. Do đó, Đức Phật đã đáp lại ngay sau khi vị thiện nam đã hỏi. Này thí chủ, vì vật thực mà chúng tôi đã ngồi trong nhà của thí chủ, nhưng Nisapa thì không bao giờ ngồi lúc đang chờ vật thực, chúng tôi ở trong chỗ ngủ gần làng mạc, còn Nisabat ở trong rừng. Chúng tôi ở dưới mái che, còn Nisabat chỉ trú ở ngoài trời. Đây là những đức tính khác thường của Nisabat. Đức Phật đã nói rõ những ân đức của trưởng lão, tựa như Ngài đổ thêm nước vào đại dương. Về phần Wedeh, vì ấy niềm tin tăng trưởng mạnh mẽ hơn như đổ thêm dầu vào cây đèn đang cháy. Bởi vậy, vị gia chủ kết luận rằng, những lạc thú của cõi người và cõi chư thiên có lợi ích gì cho ta? Ta sẽ quyết tâm trở thành vị tỳ khưu đệ nhất trong số những tỳ khưu tu hành đầu đà. Lại nữa, vị thiện nam lại thỉnh chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu đến thọ thực vào ngày hôm sau. Bằng cách này, Vị ấy đã thực hiện một đại bố thí vào ngày thứ bảy. vì ấy cúng dường tam y đến chúng tỳ khưu, rồi vì ấy phục dưới chân đức phật và phát nguyện. bạch đức thế tôn, với nghiệp thân được tu tập từ ái, với nghiệp khẩu được tu tập từ ái, và với nghiệp ý được tu tập từ ái, còn đã làm việc đại thí trong bảy ngày con không mong cầu hạnh phúc của chư thiên hay được làm đế thích thiên vương hoặc đại phạm thiên. Thật ra, con cầu xin những việc thiện mà con đã làm giúp cho con có thể đạt được địa vị đệ nhất trong những vị thực hành 13 pháp đầu đà trong thời kỳ của một vị Phật đương lai, giống như địa vị của Ngài Maha Nisabha vậy. Đức Phật ra cũng quán xét tương lai của vị thượng nam bằng vật lực của ngài khi tự hỏi liệu gia chủ này có thể thành tựu nguyện vọng quá to lớn như vậy không và ngài trông thấy ước nguyện của vị thiện nam chắc chắn sẽ thành tựu thế nên đức phật tiên tri như sau này thí chủ ông đã bày tỏ ước nguyện địa vị mà ông ưa thích trong tương lai cuối 100.000 đại kiếp. Một vị Phật tên là Gautama sẽ xuất hiện. Khi ấy, ông sẽ trở thành vị đệ tam thinh văn của Đức Phật Gautama ấy. Tên ông là Maha Kachapa. Sau khi nghe những lời tiên tri ấy, vị thiện nam quyền đề hát rất hoan hỷ. Tựa như sắp đạt được địa vị ấy ngay trong ngày hôm sau. Vì vị ấy biết rằng Vị Phật chỉ nói lên sự thật mà thôi. Suốt quãng đời còn lại, vị ấy làm nhiều việc phước thí, giữ giới và các thiện sự khác. Thân hoại mạng chung, vị ấy được tái sanh vào cõi chư thiên. Kiếp sanh làm bà la môn Ekasataka. Kể từ đó, vị thiện nam thọ hưởng hạnh phúc trong cõi chư thiên và nhân loại. Cách đây 91 kiếp, Đức Phật vipassī xuất hiện trong thế gian và ngủ ở khu vườn Nai có tên là Khề Má, kinh đô của bàn Đức Má Tì, là nơi khắc thực hàng ngày của Ngài. Khi ấy, một vị thiên, trước kia là Quỳ Đề Há, từ cõi chư thiên tái sanh xuống cõi người trong một gia đình bà La Môn nghèo.